chàng trai chỉ vô tình ấn vào công tắc báo cháy của bệnh viện, nhưng không ngờ lại phát hiện có cả một kho vũ khí dưới tầng hầm, toàn là áo chống đạn, súng trường và lựu đạn. Giờ họ có thể yên tâm ra ngoài tìm thức ăn, không còn sợ lũ xác sống ngoài kia nữa. Hóa ra anh đến từ tương lai. Anh ta nhớ rất rõ, kiếp trước virus ở bệnh viện đã vô tình bị rò rỉ, khiến 99% dân số thế giới bị lây nhiễm thành xác sống. Dù may mắn sống sót đến cuối cùng, nhưng anh không ngờ bạn gái lại cấu kết với thiếu gia giàu có để lừa lấy thức ăn của mình. Không chỉ chiếm luôn căn nhà an toàn của anh, mà còn đuổi anh và mẹ ra khỏi nhà. Kết cục cả hai đều chết dưới tay lũ xác sống. Có lẽ ông trời thương xót số phận của anh, nên ngay sau đó anh được tái sinh trở về một tháng trước. Khi nhìn thấy mẹ vẫn còn sống, anh không khỏi vui mừng, nhìn lại thời gian mới nhận ra. Chỉ còn 20 phút trước khi virus bùng phát. Vì vậy anh nhanh chóng thông báo cho mọi người trong bệnh viện rời đi. Nếu không sẽ không kịp nữa. Còn 20 phút nữa thôi, virus sẽ bùng phát trong bệnh viện. Lúc đó tất cả chúng ta sẽ chết. Nhanh lên, đi mau đi mau. Con trai, con nói gì vậy? Virus bùng phát là sao? Quý ông, xin hãy chú ý lời nói. Đây là bệnh viện, những lời ngài nói phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tôi nói thật, chẳng lẽ có người xem phim kinh dị đến nỗi bị lú lẫn? Con tưởng mình là đấng cứu thế, còn bùng phát virus nữa chứ, sao không nói tận thế đi? Đúng vậy, tôi thấy anh ta cố tình gây rối thì có. Bảo vệ đâu? Chuyện gì vậy? Nhóc con cút đi nhanh, đừng có gây chuyện ở đây. Tôi nói thật mà. Này, nhanh chuyển bệnh nhân ra ngoài, còn 15 phút nữa thôi, trễ nữa là không kịp rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư đội khảo sát của chúng tôi 3 ngày trước đã phát hiện ra một loại virus bí ẩn. Chúng tôi đã tiêm virus vào con chuột đã chết, nhưng 3 giây sau nó sống lại và trở nên vô cùng hung hãn. Nó còn ăn thịt tất cả đồng loại, không ngờ có thể khiến sinh vật chết đi sống lại, và còn rơi vào trạng thái cuồng loạn, biến dị. Thật đáng sợ, loại virus này, nhanh chóng tiêu hủy virus này đi. Nhanh lên! Nhanh! Thu hồi virus, nhanh lên, tranh thủ thời gian xử lý đi. Toang rồi! Chạy đi! Đây là bệnh viện số 1 Giang Tô, có sự cố rò rỉ kỳ lạ ở đây, mau phong tỏa ngay. Vào ngay, ta. Nếu lúc virus bùng phát, muốn đi cũng không đi được đâu, nhóc con, tao cho mày 10 giây nữa. Mau cút đi, nếu còn nói nhảm nữa, đừng trách tao tống mày vào đồn công an. Tống vào đồn công an đi, thằng này đang tung tin đồn nhảm, làm hoang mang mọi người, chắc chắn cố ý trả thù xã hội. Đúng vậy, sáng sớm đến khám bệnh, đã đủ phiền rồi, còn gặp cái thằng thần kinh này. Nhanh lên, bắt nó đi. Thật là... không thèm nghe lời khuyên nữa. Mẹ, chúng ta đi thôi, đi được à? Bác gái, sao bác lại đến đây? Đừng có mà giả vờ thân thiết. Hôm nay không trả 500.000 cho tao. Không ai trong số bọn mày đi được đâu. 500.000. Lần trước tôi làm phẫu thuật chỉ mượn bà có 200.000 thôi mà. Không tính lãi à? Tao nể tình là người thân nên đã giảm cho chúng mày rồi đấy. Giảm giá cho mà trả tiền đi. Thằng này không chỉ là thằng tâm thần, hóa ra còn là thằng trốn nợ. Chắc chắn là không trả nổi, đường cùng rồi, nên mới trả thù xã hội, còn bị đặt chuyện bùng phát dịch bệnh. Đáng ghét, trả tiền đi đầu ngốc. Tôi không có thời gian ở đây với bà mày, nể tình là người thân, tôi nhắc nhở một câu, mau rời khỏi bệnh viện ngay. Đến lúc virus bùng phát, chúng ta sẽ chết hết ở đây. Ha ha, các người nhìn xem. Thằng bỏ đi này không muốn trả tiền, giờ lại bị chuyện rồi. Hôm nay tôi phải xem thử, rốt cuộc virus này có bùng phát không? Mẹ! Thằng nhóc này là hạng gì? Bà còn không biết sao, còn bùng phát virus gì chứ? Đồ điên! Cảnh báo phát hiện virus chưa xác định. Hệ thống bảo vệ an toàn sắp khởi động. Hôm nay có nói đến trời sập cũng phải trả tiền cho tao. Buông ra, dám đánh mẹ tao. Đánh hắn đi. Làm gì vậy, có phải xã hội đen không? Đánh hắn đi, kích hoạt hệ thống bảo vệ cấp 1. Phong tỏa toàn viện. Xong rồi. Bà nội con sợ, đừng sợ. Này mọi người nhìn đi, không chỉ chỗ chúng ta, tất cả cửa sổ trong bệnh viện đều đóng lại. Bác sĩ, chuyện này là sao? Có chuyện gì vậy? Đây là hệ thống bảo vệ an toàn của bệnh viện. Khi nào nó khởi động chỉ có một khả năng là đã phát hiện có virus trong bệnh viện. Mức độ nguy hiểm của virus là cấp 8 trở lên. Gì cơ, chẳng lẽ hắn nói đúng? Bệnh viện thật sự bùng phát virus, chúng ta có phải chết ở đây không? Mọi người đừng hoảng, sáng nay ban bảo vệ đã nhận được thông báo. Chỉ là hệ thống bảo vệ đang nâng cấp thôi. Chờ một lát chắc chắn sẽ ổn. Đừng nghe tên thần kinh này nói bậy bạ. Còn nói virus bùng phát. Ha, nói cười chết mất. Có gì đó sai sai. Nâng cấp hệ thống. Chỉ cần kích hoạt cấp 1. Chẳng lẽ hắn nói đúng? Còn 10 phút nữa. Đã không ra ngoài được. Có lẽ chỉ còn cách tìm chỗ an toàn trong bệnh viện để trốn thôi. Này bác sĩ,
Bệnh viện có chỗ nào an toàn và kiên cố không? Chẳng hạn như có thể chống thây ma tấn công ấy. Cậu không nghe thấy hả? Người ta nói là hệ thống nâng cấp. Cậu còn nói bùng phát virus. Tôi thấy cậu xem phim ngắn nhiều quá rồi. Tôi biết một chỗ, hầm trú ẩn dưới tầng hầm bệnh viện, hầm trú ẩn. Không phải. Bác sĩ Lâm, cô thật sự tin lời hắn sao? Ta tin. Dù tôi không biết anh biết bằng cách nào, nhưng tôi sẵn lòng tin anh một lần. Dưới bệnh viện có một nhà tù bỏ hoang mấy chục năm. Nghe nói trước đây là để phòng chống tấn công sinh hóa. Chắc vẫn dùng được, tôi sẽ dẫn anh đi, tốt lắm. Chờ đã, chưa trả tiền mà đã định chạy rồi. Biến đi, nếu ngươi cản trở thì chết hết đấy. Đến giờ này mà ngươi còn diễn kịch sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu không trả 500 ngàn, các ngươi đừng mong rời đi. Không được, chỉ còn 5 phút cuối cùng. Muốn tiền phải không? Có dám đánh cược với ta không? Cược gì? Cược xem virus có bùng phát sau 5 phút không? Nếu sau 5 phút virus không bùng phát, 500 ngàn ta sẽ trả lại ngươi 100 lần. 100 lần. 50 triệu. Con trai, ngươi đang cược gì vậy? Đến lúc đó chúng ta còn phải trả 50 triệu nữa đấy. Mẹ, cho dù ta có tiền trả cho họ, thì họ cũng không còn mạng nữa. Mẹ vẫn đang ốm thế này, mà con lại dám cược lớn như vậy. Đừng nói là tiền viện phí của mẹ, ta thấy giờ này toàn bộ tài sản đều sẽ phải bỏ ra. Đúng vậy, sinh ra một đứa con như vậy, khiến ta tức điên cả người. Được, chúng ta sẽ cược với ngươi. Mọi người, tất cả hãy làm chứng cho nhé. Chính cái phế vật này tự nguyện cược với chúng ta. Ta cũng muốn xem. Sau 5 phút, rốt cuộc có bùng phát virus xác sống không? Ha ha. Ta cũng muốn xem sau 5 phút, các ngươi còn có thể cười nổi không? Mẹ, bác sĩ Lâm, đi thôi. Tiểu tử, ngươi đợi đó. Lối này. Wow. Thật an hai, trong hầm của bệnh viện còn có chỗ này. Nghe nói 30 năm trước, mảnh đất này của bệnh viện là một biệt thự của triệu phú. Đây chính là hầm ngầm ông ấy xây dựng, tường và trần đều là cấp quân đội, không chỉ có thể chống đạn, chống động đất, chống bức xạ, nghe nói ngay cả xe tăng cũng không thể đâm vỡ. Thật sao? Hệ thống thông gió và bệnh viện cũng độc lập. Ôi! Ôi đúng rồi! Ở đây còn có hệ thống giám sát, có thể thấy mọi chuyện xảy ra trong bệnh viện. Tuyệt quá! Chúng ta đứng ở đây thì an toàn nhất. Xong rồi! Không có đồ ăn, tầng 1 bệnh viện có siêu thị, ở đó chắc có thức ăn, tôi đi lấy đồ. Mẹ, ở lại đây nhé, bác sĩ Lâm giúp tôi chăm sóc mẹ tôi. Nhớ nhé, trừ tôi ra, ai gõ cửa cũng đừng mở nhé. Được rồi con, cẩn thận đấy. Chỉ còn 3 phút cuối rồi, phải nhanh chóng thôi. Đợi tôi. Cảnh báo, virus không xác định xâm nhập vào hệ thống thông gió. Dự kiến 3 phút nữa sẽ đến các khu vực bệnh viện. Lấy hết tất cả thức ăn trong siêu thị rồi, chắc đủ cho ba chúng ta sống vài tháng. Trọng Khải, không phải cậu nói 5 phút sau sẽ bùng phát virus gì đó sao? Bây giờ còn 1 phút mà, virus đâu, tôi chả thấy gì cả, ha ha. Tôi khuyên các người đấy, còn 1 phút cuối, nhanh chóng tìm chỗ ẩn đi, nếu không chết sẽ rất thê thảm. Cậu thấy vô dụng là vô dụng. Đến lúc này mà còn nói virus xác sống. Đây là nơi an toàn nhất trong bệnh viện. Làm sao có thể bùng phát virus gì được, giới trẻ bây giờ không học hành gì cả. Cả ngày chỉ nghĩ vớ vẩn. Ôi, làm người ta cười chết. Nhưng mà sao đã lâu như vậy? Mà hệ thống an ninh vẫn chưa được giải phóng. Bảo vệ ơi, không phải cậu nói hệ thống an ninh sẽ nhanh chóng nâng cấp sao? Tôi cũng không biết nữa. Theo lý mà nói chắc chỉ vài phút là xong. Cái gì gọi là nên chứ, sao lúc nãy không nói sớm, tôi vừa mới, im nào, tất cả đừng nói gì cả. Các ngươi nghe, có phải có âm thanh gì đó đang đến gần chúng ta không, âm thanh gì vậy? Hình như là âm thanh phát ra từ ống thông gió. Cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1,
Bùng phát virus chưa xác định. Bùng phát virus chưa xác định. Ái chà, con trai, cái đó là cái gì? Chết rồi, đừng quan tâm nó là gì, chạy đi. Này bảo vệ, nhanh lên đi, nhanh chóng giải quyết xác sống đi, giải quyết cái quái gì, giờ ông méo làm bảo vệ nữa, ngoan thì lên đi. Chạy nhanh lên. Đừng đến đây, đừng. Buông tôi ra, bà nội. Chạy đi, chạy nhanh lên, chạy nhanh. Bà ơi, đừng làm tôi sợ. Bà ơi, đừng làm tôi sợ. Bà ơi, bà ơi, bà ơi. Anh trai ơi, bà của tôi không nhận ra tôi nữa. Bà ấy không còn là bà của em nữa. Nhanh đi thôi. Đóng cửa lại nhanh. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Đã lâu như vậy rồi, thằng bé vẫn chưa trở về. Không được, tôi phải ra ngoài xem thử. Cô ơi, Trúc Hải đã nói, bảo chúng ta khóa chặt cửa, nhất định không được ra ngoài. Ôi, thằng nhỏ này, tôi bảo nó đừng xem mấy cái phim ngắn ngớ ngẩn. Nó không nghe, gì mà ngày tận thế. Gì mà virus bùng phát, tôi thấy giờ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô ơi, đợi đã, chúng ta hãy xem camera rồi hãy đi. Sao lại như vậy, chẳng lẽ những gì Chu Khải nói đều là giả? Xem đi, không có chuyện gì xảy ra cả, tôi đã nói không có chuyện gì mà. Hình ảnh này là 3 phút trước. Tín hiệu bị trễ. Hình ảnh video đã mất tín hiệu, sao lại như vậy, virus thật sự bùng phát rồi. Ôi, có xác sống, đừng mở cửa. Cái quái gì đã xảy ra vậy? Cô ơi, những gì Chu Khải nói là thật, virus đã bùng phát toàn diện, bây giờ mọi người trong bệnh viện đều bị nhiễm, hỏng rồi. Tiểu Khải vẫn chưa về, chắc chắn là đã gặp nguy hiểm rồi, tôi phải đi cứu Tiểu Khải. Cô ơi, không được, cô ơi, Chu Khải đã nói, bảo chúng ta đợi ở đây, tôi tin cậu ấy nhất định sẽ an toàn trở về. Có vẻ như xác sống đều đã đi rồi. Á? Mẹ ơi, mở cửa, mẹ ơi, là Tiểu Khải. Nhanh vào. Con trai, con không sao chứ mẹ, con không sao, nhanh cất đồ ăn đi. À, được rồi. Thanh Thanh, chị Như Như, bà của em không nhận ra em nữa. Chị Như Như, em sợ quá, em đừng sợ. Chị sẽ bảo vệ em, xin chú ý toàn bộ nhân viên trong bệnh viện. Nhận lệnh từ Bộ An ninh Quốc gia, bây giờ phát một thông báo khẩn cấp. Xin các nạn nhân trong bệnh viện, nhanh chóng tập hợp tại sảnh bệnh viện. Bộ An ninh Quốc gia sẽ cử lực lượng vũ trang vào bệnh viện, đưa mọi người rời khỏi đây. Lặp lại một lần nữa, xin hãy tập hợp những người sống sót trong bệnh viện. Nhanh chóng tập hợp tại sảnh bệnh viện. Lặp lại một lần nữa, xin hãy tập hợp những người sống sót trong bệnh viện. Nhanh chóng tập hợp tại sảnh bệnh viện. Tuyệt quá, chúng ta có cứu rồi. Tốt rồi, chúng ta đã được cứu. Xin hãy tập hợp những người sống sót trong bệnh viện. Nhanh chóng tập hợp tại sảnh bệnh viện. Có người đến cứu chúng ta rồi, nhanh lên. Sư phụ, chúng ta có cứu rồi, nhanh lên, đi ra sảnh bệnh viện. Tuyệt quá, người của Bộ An ninh đã đến, chúng ta mau đi thôi. Này, không thể đi. Tại sao, người của Bộ An ninh khó khăn lắm mới đến đón chúng ta, nếu bỏ lỡ sẽ không thể ra ngoài nữa, bởi vì đây chính là một âm mưu. Con trai, con nói gì vậy? Đây rõ ràng là do người dẫn chương trình nói, sao lại là âm mưu được, mẹ?
Mẹ xem kỹ đi. Rốt cuộc không phải là người dẫn chương trình, mà là người nhiễm bệnh, mục đích là để dụ chúng ta ra sảnh. Rồi sẽ bắt chúng ta lại, chỉ cần chúng ta đi. Sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà họ trông giống như người bình thường vậy, chẳng có gì giống như bị virus lây nhiễm. Đúng vậy, đa số người nhiễm bệnh đều mất đi ý thức. Nhưng có một số người nhiễm bệnh cấp cao, họ vẫn giữ được ý thức con người, và còn thông minh, họ cũng có thể nói dối và lừa gạt. Chu Khải, sao anh biết tất cả những điều này? Cảm giác như anh đã trải qua rồi. Đừng đi thử xem. Kiếp trước, người nhiễm bệnh đã dụ chúng ta ra sảnh. Tất cả mọi người đều nghĩ cứu viện sắp đến. Kết quả là, điều đợi chờ lại là, ôi, sao mà chưa thấy người cứu viện đến nhỉ? Ê, các cậu nghe tiếng bước chân không? Chắc chắn là người cứu viện đến rồi. Chạy đi. Con trai, con nói gì vậy? Con nói con đã trải qua. Mẹ, chuyện này nói dài lắm. Con sẽ giải thích cho mọi người sau. Tóm lại, nhớ kỹ, chớ mở cửa, cũng không được ra ngoài, nhớ chưa? Được, tôi tin tưởng cậu. Giúp tôi mang đồ ăn đi, được. Nhắc lại lần nữa, người sống sót trong bệnh viện, nhanh chóng tập trung ở sảnh bệnh viện, không được, không thể bỏ lỡ cơ hội ra ngoài này. Con ơi, chờ mẹ sẽ tìm người đến cứu chúng ta ra ngoài. Mẹ, tối nay muốn ăn gì hả mẹ? Mẹ! Sao vậy? Mẹ không phải tự chạy ra ngoài sao? Wow, cô ấy nhất định đi tìm cứu trợ ở đại sảnh. Con đã nói rồi, đây là một cái bẫy. Cô Lâm, cô và Thanh Thanh ở lại đây, nhất định không được ra ngoài. Tôi đi đưa mẹ tôi về, không được Chu Khải. Ái chà, Lưu Quế Phương, sao chị vẫn còn sống vậy? Con trai vô dụng của chị, chắc đã bị xác sống ăn thịt rồi. Tiểu Khải, đứa trẻ này nhất định nói rằng đây là một cái bẫy. Không muốn đến đây, tôi nghĩ rằng khi những người cứu trợ đến, sẽ mất cơ hội. Mọi người cùng nhau đi khuyên sáu nó dùng. Sao mẹ tự chạy ra ngoài, tôi đang đợi cứu trợ mà. Con trai, người cứu trợ sắp đến rồi. Họ đến là chúng ta được cứu. Đã nói rồi, đây là một cái bẫy, là một âm mưu, về nhà với tôi nào. Ê! Muốn đi à? Không có cửa. Cậu muốn làm gì hả mọi người? Chính thằng nhóc này nói rằng bệnh viện sẽ bùng phát virus. Virus đã thực sự bùng phát. Virus này chính là do hắn thả ra. Tôi đã nói rồi mà, làm sao trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hóa ra có người cố tình đầu độc. Thằng nhóc giỏi, cậu dám thả virus trong bệnh viện. Nhanh chóng bắt hắn lại. Khi người của an ninh đến, giao cho họ xử lý. Bắt lại, bắt lại, bắt lại. Bắt lại, bắt lại. Làm cái gì vậy? Chắc là hiểu lầm. Con trai tôi chắc chắn không phải như vậy. Thả nó ra, không phải do hắn làm. Sao cậu ta lại biết virus sẽ bùng phát chứ? Chẳng lẽ cậu ta có khả năng tiên đoán à? Tôi có khả năng tiên tri. Tôi nói cho các người biết nhé. Còn 3 phút nữa, 3 phút sau, các người đều sẽ chết. Xin các nạn nhân trong bệnh viện, nhanh chóng tập trung tại sảnh bệnh viện. Còn 3 phút nữa mới có cứu hộ đến. Thật tuyệt, cứu hộ sắp đến rồi. Cậu thấy chưa? 3 phút nữa đội cứu hộ sẽ đến. Cậu vừa nói 3 phút nữa chúng ta sẽ chết ở đây. Ha ha ha, cậu nói nhảm. Tôi nói cậu có ngu không vậy? 3 phút sau không phải là cứu hộ đến. Chỉ có xác sống đến thôi. Cậu thật vô dụng, đến giờ vẫn còn cứng miệng, nghe thấy cứu hộ đến thì. Cậu sợ bị vạch trần lời dối trá của mình rồi phải không? Thằng nhóc này công khai phát tán virus trong bệnh viện đã hại chết bao người, để người của đội an ninh xử lý hắn. Quá nhẹ nhàng cho hắn rồi, tôi có một ý hay. Thế này đi, chúng ta tìm một chỗ giam hắn lại, khi đội cứu đến, để hắn nhìn thấy. Chúng ta lần lượt được người của đội cứu cứu đi, để hắn ở lại đây một mình, từ từ trải nghiệm cảm giác sống chết. Ý tưởng hay đấy, tôi đồng ý, giam hắn lại. Để đội cứu hộ không tìm thấy, một đám ngốc nghếch. Giam tôi lại, để xác sống không tìm thấy, không phải đồng ý tôi sao? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi cầu xin các người, xin đừng giam tôi lại. Thằng nhóc, không phải cậu rất cứng đầu sao? Tôi còn tưởng cậu can đảm lắm. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu sẽ chết chắc. Người đâu, giam hắn lại cùng mẹ hắn. Nếu không giam lại, cũng giam mẹ hắn lại. Mau đi. Hừm, vào trong đi. Ê, các người đừng khóa cửa lại nha. Hôm nay tôi nhất định phải khóa cậu ở trong. Để cậu kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, ha ha. Đám ngốc, một lúc nữa sẽ kêu trời không thấu, kêu đất không nghe là các người. Hồng Nguyệt, Tiểu Khải chính là cháu của bà. Muốn gì thì kiếm tôi thả Tiểu Khải ra đi. Đừng có nói quan hệ ở đây với ta. Hôm nay mẹ con các ngươi chỉ còn ngồi yên chờ chết thôi. Còn một phút nữa cứu hộ mới tới. Còn một phút.
đội cứu hộ sắp đến. Ngươi và đứa trẻ vô dụng này, chỉ biết nhìn mà thôi, xem đội cứu hộ sẽ cứu chúng ta ra sao. Ha ha. Ta cầu xin ngươi, Hồng Nguyệt, hãy cho Tiểu Khai Mốt con đường sống, ta sẽ ở lại đây chờ chết. Đừng cầu xin họ, hôm nay người chết là họ. Này, ngươi vô dụng, ngươi bị điên à, đội cứu hộ sắp đến rồi. Ngươi còn nói chúng ta sẽ chết ở đây, ngươi có vấn đề trong đầu à? Ha ha, đang nói đùa sao? Tên vô dụng để ta xem, chỉ có một kẻ vô dụng biết mình sẽ chết ở đây, nên sợ đến ngốc nghếch. Ha ha. Nếu không như vậy, ngươi hãy quỳ xuống và lạy ta vài cái. Sau khi ngươi và mẹ ngươi chết, ta có thể thương xót, đốt cho các ngươi thêm vài lớp tiền giấy. Ha ha. Này, tiền giấy để dành cho mình mà đốt nhé, còn 10 giây nữa đội cứu hộ sẽ đến. 9 giây. 8 giây, có tiếng bước chân. Người cứu hộ đã đến. Ha ha, tuyệt quá, chúng ta sắp được cứu rồi. Ha ha, hay. Nhóc vô dụng, tạm biệt. Ha ha, 5 giây, 4 giây, ha ha. 3 giây, ha ha, 2 giây, ha ha ha. 1 giây, chết hết đi. Đó là xác sống, chạy đi, cứu hộ quần què. Sư phụ, cứu con, cứu, sư phụ, sư phụ, sư phụ. À, mẹ, ta, con trai. Tôi không thể cứu bà, con trai. Đừng đến đây, đừng đến đây. Tiểu Khai, cứu ta với. Cầu xin cứu cứu ta. Cứu mạng. Con trai, thật đáng sợ quá. Chúng ta mau lên thôi. Mẹ ơi, bên ngoài toàn xác sống và virus. Không thể ra ngoài được đâu à. Mẹ đừng sợ. Bọn họ đều là kẻ yếu. Cánh cửa này họ không mở được, để tôi nghĩ cách. Nhanh lên, con ơi, nhanh lên. Nhanh lên, đi thôi. Mở cửa, mở cửa. Nhanh vào trong. Anh không sao chứ, không sao. Mẹ tôi làm sao rồi? Bà ấy bị u não giai đoạn cuối, tình hình rất nguy cấp, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Cái gì? Phẫu thuật? Nhưng ở đây không có dụng cụ y tế. Đừng lo, theo tôi, nhìn tôi đã tìm thấy gì. Đây là phòng phẫu thuật. Đúng rồi, tôi cũng vừa phát hiện ra, có lẽ là do giám đốc trước để lại. Tất cả dụng cụ phẫu thuật cần có ở đây. Tuyệt quá, vậy có thể phẫu thuật cho mẹ tôi rồi. Còn chưa được, phẫu thuật u não cần một loại hóa chất, thuốc đờ rùi. Ở đây không có, cái này, không có, ở đâu có, tôi sẽ đi tìm ít trong bệnh viện. Có, nhưng ở phía bên kia của bệnh viện. Bây giờ trong bệnh viện toàn zombie, nếu cậu đi lúc này sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm thế nào tôi cũng phải đi. Mẹ tôi là người thân duy nhất của tôi, lẽ nào tôi phải đứng nhìn, bà ấy chết trước mắt tôi. Mẹ! Đợi tôi! Nhà thuốc bệnh viện tầng thứ 3 ở phía tây. Anh phải vượt qua 2.000 mét hành lang bệnh viện. Trên con đường này chắc chắn có ít nhất 200 zombie. Anh không có vũ khí không thể nào vượt qua được. Dừng lại! Không có cách nào khác sao? Không ngờ ở đây còn có căn phòng, còn nhiều vũ khí ở đây. Đây chắc chắn là do giám đốc trước để lại. Áo giáp chống đạn, súng trường, lựu đạn, súng ngắn. Còn có cung nỏ. Có những thứ này thì tôi có thể vượt qua bệnh viện. Bác sĩ Lâm, chăm sóc tốt cho mẹ tôi. Đợi tôi nhé. Đi đường nhớ cẩn thận. Nhớ rằng, bệnh của mẹ anh chỉ có thể kéo dài tối đa 30 phút. Nhất định phải mang thuốc trở về. Được.
Anh Khải, chúng ta sẽ đợi anh về. Ngoan. Cứu cứu tôi sợ lắm, mau đưa tôi ra ngoài. Nhanh lên, cho tôi ra, mau đưa tôi ra ngoài, đưa tôi ra ngoài, nhanh lên, chạy đi, chạy đi. Đi. Vào đi. Làm gì đó, cậu tại sao biết virus bùng phát trong bệnh viện? Tại sao cậu lại có vũ khí? Cậu chắc biết cách thoát ra. Nhanh nói cho tôi biết. Cậu bình tĩnh một chút đã, hạ vũ khí xuống trước đi. Tôi không quan tâm, mau nói cho tôi cách ra ngoài. Không thì chúng ta sẽ chết ở đây. Nói cho tôi biết, nhanh lên. Ba a ha. Đừng, tôi không thể chết. Nhóc, nếu cậu chết thì đừng trách tôi. Là do cậu tự rước họa vào thân. Đừng trách tôi. Tạm biệt nhé. Ha ha. Cứu tôi. Á. Cứu tôi với. Cho cắn người. Cứu một lần là đủ rồi. Nhà thuốc. Chính là cái này. Thuốc đờ rui, phải nó không? Chỉ còn 15 phút cuối cùng rồi, mẹ hãy đợi con. Không được, những người bị nhiễm chắc chắn đã bị thu hút đến đây. Này, bác sĩ Lâm, Chu Khải, sao cậu vẫn chưa về? Dì chịu đựng không nổi nữa rồi. Thuốc tôi đã lấy được rồi, bây giờ bên ngoài xảy ra một chút sự cố. Mau giúp tôi tìm xem, có đường an toàn nào để quay về không? Được, cậu đợi tôi một chút. Có rồi. Chu Khải, tòa nhà bên cạnh lên tầng 2. Từ tầng 2 đi về phía đông, tầng 2 không có người nhiễm. Được. Bác sĩ Lâm, chăm sóc mẹ tôi, đợi tôi về. Mấy thằng xác thúi. Là cô. Anh trai ơi, ta đói quá. Anh có đồ ăn không? Không có, tránh ra. Ê. Đừng vội đi mà. Chỉ cần anh chia ta chút đồ ăn, anh muốn ta làm gì cũng được. Lại trò này nữa, kiếp trước ta bị ngươi lừa, còn bị Chu Tài Phong hợp tác với ngươi, cướp sạch số lương thực cuối cùng của ta. Đừng như vậy chứ. Mẹ ta đang đợi ta mang đồ ăn về, không sao đâu, chỉ một ít thôi, chỉ cần anh chia ta chút đồ ăn sau là được. Anh nhắm mắt lại đi. Ừ. Ha ha, tiểu tử, không ngờ, ngươi đã mắc bẫy rồi. Chu Thái Phong, Phong ca, giờ toàn bộ số lương thực này đều là của ta.
Đây là ta vất vả lắm mới tìm được. Chừa lại chút cho mẹ của ta chứ. Chừa cái gì mà chừa hả? Tất cả là của chúng ta. Đi thôi, Chu Tài Phong. Chu Tài Phong. Có vẻ tầng này đều bị người của Chu Tài Phong canh giữ rồi. Cái bẫy này không nhảy cũng phải nhảy. Vậy ta sẽ chơi cùng các ngươi một phen. Được rồi, ta sẽ theo cô. Anh trai ơi, bắt đầu thôi. Nghe lệnh ta, một lát nữa ngươi theo ta xông vào, cướp sạch đồ trên người tên phế vật đó. Được rồi, Phong ca. Ta, vì chút đồ ăn đó cô sẵn sàng trao thân cho ta sao? Đúng vậy, giờ virus đã bùng phát, ra ngoài cũng không được, chỉ cần có chút đồ ăn, thân thể này chẳng đáng gì cả. Anh muốn gì, ta đều cho ngươi. Chỉ vì chút đồ ăn mà cô hài lòng sao? Nếu ta nói, ta biết một nơi có đồ ăn không hết thì sao? Gì ở đâu? Đó là căn cứ bí mật của ta, cô phải hứa không nói cho ai khác. Ta thề. Nghe này, nó nằm ở siêu thị tầng 1 của bệnh viện. Bệnh viện đó tích trữ rất nhiều vật tư, đồ ăn thức uống đủ cả. Ha ha ha, tránh ra. Chu Khải. Bỏ xuống, vào thử không? Chúng ta đông người thế này, sợ gì ngươi? Nhiều người như vậy, ta chỉ đánh ngươi thôi. Phế vật, ngươi thật sự nghĩ ta muốn lên giường với ngươi sao? Phong ca, chúng ta nhanh đi siêu thị lấy đồ đi. Hừ, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao tìm được nhiều đồ thế này? Cảm ơn nhé, đi nào. Một kiếp trước, trong siêu thị có đến gần 100 con thây ma. Chu Tài Phong may, ngươi xong đời rồi. Ha 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 ha. Tuyệt vời, Phong ca. Phong ca, đây chính là siêu thị. Hừ, từ giờ chúng ta có đồ ăn không hết rồi. Lấy nhanh lên, nhanh đi, nhanh đi. Ha ha ha. A s s s a. Thây ma chạy đi. Phong ca, cứu cứu tôi. Mở cửa đi Phong ca. Kéo cửa lại đi. Phong ca, lần này chúng ta tổn thất nặng nề. Nhiều huynh đệ đã chết rồi. Chu Khải, ngươi dám chơi ta? Ta sẽ giết ngươi. Không hay rồi, còn 5 phút nữa thôi, mẹ đợi con. Anh đừng có đi tiếp nữa, trước mặt anh là khu hành lang đầy khí độc, lượng virus trong không khí đạt 99%. Tôi thấy rồi. Nhưng nếu tôi bịt mũi đi qua chắc không sao chứ? Không được, hàm lượng virus trong không khí quá cao. Cho dù anh bịt mũi lại, chúng vẫn sẽ xâm nhập vào cơ thể. Nhưng chỉ còn một chút đường nữa thôi, mẹ tôi vẫn đang chờ tôi mang thuốc về. Có vẻ như anh chỉ có thể đi đường vòng qua phía bên kia của bệnh viện. Không được, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Không kịp nữa rồi, nhưng anh cũng không thể lấy tính mạng của mình ra đùa chứ. Chị Lâm không xong rồi, bà đang nôn ra máu. Được rồi. Mẹ, bác sĩ Lâm, nếu tôi bị nhiễm bệnh, hãy chăm sóc tốt cho mẹ tôi. Chu Khải, anh định làm gì vậy? Đừng kích động. Mẹ, đợi con. Chu Khải, Chu Khải. Dì ơi. Dì, dì ơi, dì cố lên. Dì à, chỉ còn một phút nữa thôi. Chu Khải, anh nhất định phải trở về an toàn. Dì ơi, dì ơi, dì ơi cố lên. Dì ơi, dì, bác sĩ Lâm. Chu Khải không sao chứ? Tôi không sao. Tôi đã mang thuốc về rồi. Tôi sẽ phẫu thuật cho dì ngay bây giờ. Mẹ ơi cố lên. Phẫu thuật chuẩn bị. Khử trùng. Chuẩn bị khâu vết thương. Chuẩn bị khâu. Bác sĩ Lâm, mẹ tôi sao rồi? Tình trạng bệnh nhân ổn định, ca phẫu thuật đã thành công.
mẹ tỉnh rồi. Bác sĩ Lâm, cảm ơn cô. Chu Khải, có một chuyện tôi không hiểu. Anh đã đi qua khu vực có hàm lượng virus cao. Anh lẽ ra phải nhiễm bệnh sau 10 phút. Đã qua một tiếng rồi, sao anh vẫn bình an vô sự, ta cũng không biết nữa. Ta cảm thấy cơ thể mình không có gì bất thường. Ngược lại, còn khỏe hơn. Có thể chìa khóa của loại virus này nằm ở anh. Tôi. Có thể lắm, anh Chu Khải không xong rồi. Bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu đang đập cửa chúng ta. Bên này. Báo cáo, chính là chỗ này. Chu Khải ra mau. Ta biết ngươi ở đó, mau mở cửa cho ta. Chu Tài Phong, ngươi muốn làm gì, tiểu tử, nếu ngươi không ngoan thì, mau mở cửa cho ta. Sau đó, giao hết tất cả vật tư bên trong ra đây, nếu không đợi ta phá cửa ra được. Ngươi sẽ chết chắc. Ta nhớ cô từng nói, cửa này là cửa bọc thép làm từ vật liệu quân dụng, xe tăng cũng không phá nổi. Đúng, nhưng tôi cũng chưa từng thử qua. Vậy thử xem sao. Ây già, Chu Tài Phong, ta sợ quá, đi thôi, vào được vào đi. Được thôi nhóc con, là ngươi tự tìm đường chết. Để ta giúp ngươi. Mọi người, phá cửa đi. Cái búa to thế này, Tiểu Khải, cửa này chịu được không? Trời đất phù hộ, cửa bọc thép này nhất định phải trụ vững. Đại ca không phá được rồi, tên phế vật, để ta, không phá được, không hổ danh là cửa bọc thép, khác hẳn thật đấy. Chu Tài Phong, ngươi không phá nữa. Đuối rồi à, nhóc con, đừng vội mừng sớm. Ta còn chưa dùng cưa điện mà. Mọi người, lấy cưa điện ra. Ô, cưa cây đi cưa sắt. Con ơi, hay là mở cửa đi, để họ vào. Dù sao Tài Phong cũng là anh họ của con. Chắc sẽ không làm gì chúng ta đâu. Đừng sợ. Ta muốn xem hắn làm cách nào mở cửa này. Phong ca hỏng rồi. Cưa điện hỏng rồi. Cái gì? Sao lại thế chứ? Cửa này còn cứng hơn cả cưa điện. Không hổ danh cửa bọc thép mà cả xe tăng không phá nổi. Này Chu Tài Phong, ngươi chẳng phải muốn vào sao? Vào đi nào. Đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp. Mở cửa ra, mở cửa ra. Cái gì? Tấn công sấm sét sao? Phong ca, Phong ca. Phong ca, ngươi không sao chứ? Phong ca, Phong ca. Chết tiệt. Cái cửa này còn có phòng thủ bằng điện, lại còn tấn công bằng lửa nữa chứ. Ê Phong ca, nhìn kìa. Đù mé, chạy thôi. Wow, anh Khải giỏi quá, đuổi hết bọn xấu xa đi rồi. Cái cửa này thật là tuyệt vời, giờ đã có nhà an toàn rồi, còn có cả thực phẩm. Chỉ cần chúng ta ở đây không ra ngoài, đợi virus kết thúc, chúng ta sẽ an toàn. Nhớ nhé, tuyệt đối không được mở cửa ra. Ờ, biết rồi. Ê. Phong ca. Nhà an toàn của tên phế vật Chu Khải này chắc chắn quá, đập cũng không hư, cưa cũng không mở được. Giờ phải làm sao đây? Cứng không được thì thôi, chúng ta sẽ dùng biện pháp mềm. Phong ca, em dám khẳng định, hắn mềm cứng đều không nghe đâu. Hắn sẽ không mở cửa cho chúng ta. Vậy chúng ta sẽ nhắm vào cái bà mẹ chết tiệt của hắn. Chuyện gì thế? Sao tự nhiên cảm thấy nóng bừng, thở dốc quá? Chu Khải. Ê. Chu Khải, anh làm sao thế? Bác sĩ Lâm, tôi cảm thấy nóng quá. Anh làm gì vậy? Cô không phải đang nghiên cứu vaccine sao? Vậy nghiên cứu tôi thử xem. Tôi. Chẳng lẽ cô không muốn cứu cả nhân loại à? Được thôi. Tôi làm vậy là vì toàn nhân loại.
Dì hai. Mở cửa. Dì hai. Mau mở cửa ra. Chu Tài Phong, dì hai. Con xin dì cho con vào đi. Con đói lắm rồi. Dì hai, bên ngoài có thây ma đuổi con. Con không muốn chết đâu. Yêu, Tiểu Khải đã nói không được mở cửa mà. Dì hai. Trước đây những chuyện đó đều là bọn họ ép ta làm. Ta đã biết lỗi rồi. Dì hai, ta cầu xin dì, nể tình ta là cháu ruột của dì. Giúp ta với, giúp đỡ ta, nhưng mà, dì hai à. Giờ ta thật sự đói quá rồi. Ta sắp không trụ nổi nữa. Ta. Ai ia, Chu Tài Phong. Ta. Đồ khốn khiếp. Mở cửa khó khăn quá à, vào đi. Các ngươi định làm gì? Làm gì á? Ngươi không thể sống trong nhà an toàn nữa chứ, hả? Có bảo vệ ngươi không? Hình như là tiếng của mẹ. Mẹ. Mẹ, ngươi đến thật đúng lúc. Bắt thằng nhóc này lại. Ta a a a a. Ngươi chẳng phải rất giỏi sao? Ngươi chẳng phải trốn trong nhà an toàn rất kiêu căng sao? Ta nói cho ngươi biết. Bây giờ cả ngôi nhà này là của ta. Ha ha ha. Phong ca, xử lý bọn chúng thế nào? Không để ai sống sót, giết hết cho ta. Phong ca, giết bọn chúng làm sao hả giận? Ta có một ý hay. Ngươi muốn nghe không? Để bọn chúng ra ngoài nhà an toàn. Rồi từ từ dụ đám thây ma tới. Sau đó tận mắt chứng kiến. Bọn chúng bị đám thây ma. Từ từ hành hạ đến chết. Ha ha ha. Ngươi thật biết chơi đấy. Được, đem ra ngoài, ta sẽ đồ khốn. Đồ khốn nạn ha ha ha, mắng đi. Mắng tiếp đi, ta thích nhìn ngươi sủa vô vọng như thế này. Ha ha ha, ngươi muốn gì thì đến tìm bọn ta, đừng động vào đứa nhỏ. Ha. Tài, Tài Phong, Tiểu Khải là em họ ruột của ngươi mà. Ta cầu xin các ngươi tha cho nó đi. Nếu muốn, cứ ném tôi ra ngoài, cút, mẹ. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù ngươi có đập vỡ đầu, mấy người các ngươi đều phải chết. Đứng dậy. Tài Phong. Tài Phong, người tha cho họ đi. Đứng lệ, đi mau. Tài Phong đổ khốn nạn. Đi nào, đi đi. Này. Mở cửa đi. Mở cửa ra. Mau gọi hết đám thây ma đến đây. Ta không chờ được nữa rồi, mấy tên ngu ngốc. Thây ma, có giỏi thì đến đây đi. Không ổn rồi. Âm thanh đó, nó sẽ thu hút hết thây ma nhiễm bệnh ở bệnh viện này. Nhanh lên, chạy đi, mau chạy đi. Đi đi. Ha 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 ha. Lần này chết rồi. Này, đừng sợ, ít nhất là chúng ta chết không cô đơn một mình. Phải làm sao đây, làm sao đây? Đây là quả bom khói lần trước tôi chưa dùng hết. Lần này chúng ta sẽ không chết đâu, một lát nữa tôi sẽ ném bom khói. Các người chạy đi. Rời khỏi ngay bây giờ, đi nhanh. Hừ, Phong ca, dường như đã trốn thoát rồi. Đồ vô dụng. Tất cả đều là đồ vô dụng. Cuối cùng cũng trốn thoát rồi. Nhưng nhà an toàn đã bị Chu Tài Phú chiếm. Chúng ta e rằng không thể trở lại nữa. Chúng không thể đắc ý lâu đâu. Vừa rồi ta nhân lúc chúng không chú ý, đã viết một chương trình vào hệ thống nhà an toàn. 3 phút sau cổng sẽ tự động mở ra. Chắc là lúc này rồi. Sao ngươi lại để chúng trốn thoát được? Phong ca, xin bớt giận. Lần này coi như chúng mạng lớn. Thoát chết một lần, nhưng giờ bên ngoài bệnh viện toàn là xác sống. Chúng cũng không thể sống lâu nữa đâu. Phong ca, ngươi xem nhiều thức ăn như vậy ha ha ha. Xì ha 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 ha. Ăn đi ăn đi. Chúng ta giờ có nhiều đồ ăn ngon thế này,
từ giờ có thể an tâm không lo rồi. Chu Khải à, hãy nhìn kỹ mà xem, ngươi sẽ bị đám xác sống này hành hạ đến chết. Ha 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 ha. Phong ca, ngươi xem đây là đâu? Nhiều xác sống như vậy. Ngươi xem cửa còn chưa đóng chặt, người bên trong chắc chắn sẽ chết hết. Đám người này, thật là ngu ngốc. Chết là đáng đời ha ha ha. Phong ca không đúng rồi, đây là camera giám sát trước cửa chúng ta mà. Cái gì? A a a. Không, không, a a. Không, 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 ta xin ngươi. A a a a. Mẹ. Tôi không cố ý bỏ rơi mẹ đâu, được chứ? Mẹ sẽ không làm hại ta, phải không a a mẹ? Ta đã biết rồi. Bà nhất định sẽ nhớ ra ta, đúng không? Ta là con trai của bà mà. Chu Tài Phong đây. Người bị nhiễm có lẽ đã chiếm toàn quốc rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm đối sách. Tôi đã xem qua bệnh viện, phía bệnh viện có vẻ ít người bị nhiễm hơn. Tôi nhớ là có một con đường, từ đây có thể qua đó. Con à, giờ trước mặt chúng ta toàn là xác sống. Đừng sợ, chỉ cần chúng ta không phát ra tiếng, họ sẽ không phát hiện ra chúng ta. Chỉ cần chúng ta vượt qua cánh cửa đó, chúng ta sẽ an toàn. Chị Như Như, em sợ quá. Không sao, đừng sợ, chị sẽ nắm tay em, nhớ không được phát ra tiếng, đi nào. Á đủ. Chạy đi. Con trai, nhanh lên. Cánh cửa này không chịu nổi rồi, tìm xem có chỗ nào khác không. Không thể mở ra. Cái này cũng không mở được. Lấy cái đó. Lên đi, lên đi, lên đi. Giám đốc Quách, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, phía trước chính là phải đi nhanh. Nhanh vào. Được rồi, vào được nơi trú ẩn rồi thì an toàn rồi. Có cánh cửa này, họ không vào được. Giám đốc, sao các người lại ở đây? Sau khi virus bùng phát, chúng tôi, những người mới, đã đến nơi trú ẩn, chờ cứu viện cùng nhau. Giám đốc, ông có biết tại sao bệnh viện lại có virus không? Cái này tôi thật sự không biết, nhưng tôi đang nghiên cứu thuốc giải. Hy vọng có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Giám đốc, tôi có thể giúp ông. Thế thì tốt quá. Ôi! Nhanh chạy, nhanh chạy. Ôi, nhanh chạy, nhanh chạy, chạy đi. Chạy đi, nhanh chạy, nhanh chạy. Đây là bệnh nhân tâm thần của chúng ta. Đưa đi, đưa đi, đưa đi, chạy đi. Các người nghỉ ngơi một chút. Sao tay hắn lại có nhiều lỗ kim thế? Hắn đã trải qua chuyện gì vậy? Thật sự chỉ là một kẻ điên sao? SQLAMC cứu tôi vậy. Với, cứu tôi với. Im miệng, việc cho giám đốc thử thuốc là vinh dự của bà. Phỉ, sao lại thất bại lần nữa? Mụ già này thể chất quá kém. Nhanh chóng xử lý xác chết đi, đổi người mới đi. Viện trưởng, tôi thấy mấy người mới vào khá tốt. Mẹ, bác sĩ Lâm, mau tỉnh lại. Có chuyện gì vậy? Chúng ta phải chạy nhanh thôi. Ta,
Có chuyện gì vậy? Không kịp giải thích nữa đâu. Viện trưởng không phải người tốt đâu. Mau chạy đi. Các người định đi đâu vậy? Ha ha, các người muốn làm gì? Làm gì ư? Tất nhiên là bắt các người đi làm thí nghiệm cho tôi. Làm chuột bạch đó. Viện trưởng, ông đang nói cái gì vậy? Đồ ngốc, không biết sao? Virus trong bệnh viện chính là tôi chế tạo ra. Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi chỉ muốn nghiên cứu ra loại thuốc đặc hiệu có thể khai thác gen con người, để nhân loại có thể sức mạnh và trí tuệ gấp đôi. Một khi nghiên cứu thành công, tôi sẽ được ghi vào sử sách. Chỉ là xảy ra một chút sai sót nhỏ thôi. Chính vì ông muốn nghiên cứu loại thuốc đặc hiệu đó, nên đã để toàn bộ bệnh viện nhiễm virus. Thế mà đã giết chết bao nhiêu người, thì có sao chứ? Tôi chỉ thiếu một bước cuối cùng là thuốc đặc hiệu đã thành công rồi. Đồ súc sinh, ông đã giết chết nhiều người như vậy, không sợ bị báo ứng sao? Sự tiến bộ của lịch sử cần có sự hy sinh của con người. Đừng nói, các người chính là một trong số đó. Bắt hắn lại, để cho hắn thử thuốc trước. Con trai, buông tôi ra, buông con tôi ra. Cậu có thể vì sự nghiệp vĩ đại mà thử thuốc. Đó là vinh dự của cậu. Giám đốc không sao chứ, giám đốc. Ta. Tôi cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên gấp 10 lần. Thành công rồi, tôi là thần y của tương lai. Ha 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 ha. Tôi là. Tôi không sao, tôi là. Có chuyện gì vậy? Ôi trời. Chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Không tốt rồi, hắn bị nhiễm bệnh rồi, chạy mau, mau đi. Ta. Ta. Con trai chạy đi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mở cửa, mẹ ơi. Con trai, mẹ, mau chạy đi. Mở cửa. Mẹ, mẹ. Mẹ, mau chạy đi. Chu Khải, mau đi, không thể để bà ấy hy sinh vô ích. Nhanh lên, mẹ, nhanh lên. Lên, lên, lên. Đi nhanh lên. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Nhanh lên, nhanh lên. Đi đi. Chạy đến nhà thuốc. Anh Chu Khải, chị Lâm, hai người nhanh lên, đừng để ý đến tôi. Chu Khải, anh không sao chứ? Không sao. Để tôi băng bó cho anh. Anh Chu Khải, điều là lỗi của em. Anh không sao. Cánh cửa này không chống đỡ được lâu nữa đâu. Chu Khải, anh còn nhớ không? Khi máu anh bắn vào mặt của Quách Đức Lương, phản ứng của hắn. Họ sợ máu của anh, chẳng lẽ? Tôi biết cách pha chế thuốc giải rồi, cô biết gì rồi. Anh còn nhớ không? Khi anh đi qua khu vực khí độc, hoàn toàn không bị nhiễm. Và vừa rồi lũ thây ma sợ máu của anh. Rất có khả năng, máu của anh có kháng thể với loại virus này. Ý cô là thuốc giải ở trong người tôi à? Ê, ê, không, họ sắp vào rồi, đừng quan tâm, hãy nhanh chế thuốc giải. Tôi sẽ giữ họ lại. Anh Chu Khải, tôi sẽ giúp anh, Thanh Thanh. Kéo cái bản qua đây. Chắc sắp xong rồi nhỉ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Xong rồi. Xong rồi, chỉ còn bước cuối cùng, thêm máu của anh vào.
thuốc giải hoàn thành rồi. Làm sao để phát tán ra toàn bệnh viện đây? À. Thanh Thanh. Chu Khải. Cô nhanh lên đừng quan tâm đến chúng tôi. Đi đi, phải làm sao đây? Không được, có quá nhiều người nhiễm bệnh, chừng nay giải thuốc hoàn toàn không đủ dùng. A. Cửa thông gió, sử dụng quạt trong cửa thông gió, biến chất lỏng thành khí và có thể lan tỏa qua hệ thống thông gió ra toàn bệnh viện. A. Ta. Nhanh nhanh, trốn đi. A. Đi chỗ khác chơi. Để cho virus này nhanh chóng kết thúc đi. A, tránh ra. Này, có chuyện gì vậy? Tôi sao lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Này, chúng ta thành công rồi. Virus chính là do hắn phát tán ra. Đánh hắn cho tôi. A thì ra là mày. Đánh hắn. Tôi đã sai. Xin lỗi, xin lỗi. Đánh, đánh, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn đi. Hệ thống bảo vệ đã được giải trừ. Virus đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi thứ đã kết thúc. Anh Chu Khải, chúng ta đã tiêu diệt được virus rồi. Tuyệt vời. Chu Khải, đi thôi, đi.